đang quay hả? Đang quay. Phải không? Đang quay. Con gì? Con chim chép. Con chim chép. Chim chép biển. Chim chép biển. Chim chép biển. Mỗi lần mà đi về Việt Nam á, là ăn cái món này. Cái này ha, lấy mỡ heo xào với hành, với lại một chút tỏi, với chút nước mắm, với chút xíu đường. Ngon lắm. Ở trong cái thịt đó nó nhỏ xíu à, nên ăn hoài luôn. Bà Sủ nói bộ giống như là ăn gì? Bộ mắt à, con cọp mà ăn bộ mắt hả? À, ngon lắm. Cái này là sống lại thỏ thỏ còn con nít ở Việt Nam nè. Đi mấy cái biển khác đâu có thấy đâu, nhưng mà tại sao ở đây có nhiều? Oh. Lấy cái nào mà đừng có rong á, con mắt rong về mẹ khỏi phần mắt. Cái này là siêu quýt hả? Được rong ăn được mà. Cái lông này làm bằng gì? Rong biển á con. Cái này mình đang ở Tampa Bay. Tampa Bay hả? Tampa Bay, Clearwater Beach của Tampa Bay. Hôm nay đi Queen Sam đi nè, mấy đứa con được nghỉ đi chung nè. Lâu lắm rồi không có dẫn con đi chung được. Quá nhiều quá ba chủ ơi. Ok, how about? Yes, yes, yes. How about? How about the reward? If you collect more, I will give you the reward. Bữa nay có gió, biển có gió. Đó, mình bước nhà ở trên đó đó. Múc miếng nước con, múc miếng nước bỏ vô. Để rồi. Vậy hả? Vậy cho để đại vô đây con. Ô, hốt cùng một cát bỏ vô không sao. Thôi với mình ghen nó ra dễ lắm. Thôi được rồi, để vậy đi. Nó mạnh. Rồi thôi được rồi. Ô, nếu nó bể giống như hả? Cái gì? Bơi đi. Nước biển đẹp quá, nước biển trong quá trời luôn à.